Xin chào mọi người đã đến với cơ sở tranh gỗ Đại Nghiệp ạ. Lâu lắm rồi thì mình mới lên video để giới thiệu đến mọi người. Thì ngày hôm nay mình đang có hai đôi cá Lý Ngư Vọng Nguyệt, hàng tuyển vân cực kỳ đẹp, được làm từ chất liệu là gỗ mun lạc, hàng đục tay canh bong. Thật sự thì cuối năm mà còn những cái con hàng như này phải nói là cực kỳ chất lượng nhé mọi người. Hai sản phẩm này thì mới được cơ sở bên mình lên mộc xong thôi, thì ngày hôm nay thì mình sẽ lên video đầy đủ để giới thiệu chi tiết ở kích thước cũng như là những cái nét đặc sắc của sản phẩm ngày hôm nay nhé. Thì sau đây cùng cơ sở bên mình đi vào cận cảnh cũng như là chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay nhé. Ở trên màn hình đang là cận cảnh của hai đôi cá mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người. Thì khi ở một cái cự ly gần như này thì mọi người có thể dễ dàng nhìn những cái đường vân thớ vân của nó cực kỳ đẹp. Vâng, nó sẽ hiện rất rõ đúng không nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái đôi đầu tiên, đôi Phúc Đức bên này. Đôi này thì sẽ có tổng kích thước phủ bì là cao 1m29, rộng khoảng 42 phân rưỡi, ván tranh sẻ là 6 phân rưỡi nhé mọi người. Hàng tuyển vân cực kỳ là đẹp của cơ sở bên mình. Sản phẩm được làm từ chất liệu là gỗ mun lạc, vân veo siêu đẹp luôn đúng không ạ? Sản phẩm đây, toàn bộ những cái đường led này sẽ đều được cơ sở bên mình đục tỉa moi móc kênh bong hết nhé. Hiện tại thì sản phẩm mình đang để mộc và mình cũng chưa lắm nguội, nên nếu mà nhìn gần thì mọi người sẽ nhìn thấy nó rất nhiều lông lá, chưa làm nguội nên nó khá là bẩn. Tuy nhiên đây mọi người vẫn có thể nhìn được cái chi tiết của led đục, và cái thứ hai là một cái điểm cực kỳ đặc trưng của gỗ mun chính là phần vân gỗ của nó siêu đẹp mọi người ơi. Đây đây là hình ảnh của chú cá cá to này, mọi người thấy là thứ nhất là vây, toàn bộ phần vây này sẽ đều được kênh bong moi móc hết này, nhìn cái phần mặt cá cũng rất là đẹp, đôi mắt này nhìn rất là đẹp nhé mọi người. Hình ảnh của những chú cá con cũng cực kỳ sắc nét. Đây bên dưới này sẽ là có những cái hình ảnh trang trí như chú cua này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sang bên này là chữ Đức, vâng, đôi cá Phúc Đức đúng không nhỉ? Vân siêu đẹp luôn. Đây, mọi người có thể hình dung là ván của chúng ta sẽ là ván liền tấm nhá, còn chắc chắn là khung là sẽ là khung rời rồi. Đây, toàn bộ chi tiết này sẽ đều được kênh bong moi móc hết này, rất là đẹp, kể cả những cái hình ảnh của chú cá con cũng rất là sắc nét nhá. Toàn bộ những cái phần vẩy, kể cả vẩy nhỏ này cũng đều được là đục chặt tay hết này, đó, rất là đẹp. Đây nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ sang với cái đôi cá Phúc Đức số 2 ở bên này. Đôi này vân cũng rất đẹp. Đôi này thì thật sự thì nếu phải làm nguội ra thì nó mới lộ vân. Bởi vì cái này mọi người cứ hình dung là đây, nó còn riêng một cái về bên này là bọn em chưa lạo thế nào, nhìn nó rất là, nó khá là bẩn. Đây là vân nó chưa lộ ra, nhưng mà nhìn vân nó cũng rất là đẹp. Đôi cá Phúc Đức bên này thì sẽ có kích thước to hơn, nên mọi người có thể nhìn là cái cá nó sẽ to hơn này. Ở đôi bên này thì đang có kích thước là khoảng 1m3, rộng khoảng 48 phân rưỡi, ván chanh nó sẽ dày 7 phân, ván to hơn. Thì sau đây cùng cơ sở bên mình đi vào cận cảnh nhá. Đây, đây nó cho mọi người là bẩn lắm, em vẫn đang để bẩn, nó hơi bẩn. Cái này mà khi mà mọi người chơi, kể cả mọi người chơi mộc thì bọn em cũng sẽ làm nguội sạch sẽ để mọi người chơi mộc. Còn hoặc mọi người chơi hoàn thiện thì bọn em sẽ làm nguội và sơn PU trần đẹp, sơn bóng đẹp cho mọi người chơi nhá. Đây, tiếp tục là hình ảnh của những cá chú cá con bên dưới, mọi người sẽ nhìn này. Tức là khi mà em chiếu có gần như này này thì mọi người sẽ nhìn thứ nhất là những cái đường vân của nó là nó sẽ hiện rõ hơn. Nó hơi bẩn, nhà em để nó hơi bẩn xíu, em chưa làm nguội thì mọi người chắc không biết là các bác có khó nhìn không nhỉ? Đó, những cái chi tiết được đục rất là sắc nét, hình ảnh của những chú cua này, những chú cá nhỏ. Và đây là hình ảnh của những chú cá lớn gọi là nhân vật trung tâm của chúng ta. Mọi người nhìn này, nhìn cái phần mình cá nó rất là đẹp. Đấy, cùng với đó là những cái diện mặt, những cái thần thái của cá rất là đẹp nhá. Và tiếp tục bên này là chữ Phúc. Mọi người sẽ thấy là hai cái câu thơ ở trên đây chính là cái gì ạ? Phúc như Đông Hải, ở trường Lưu Thủy. Bên này là Đức dòng muôn thuở, nhánh đơm hoa. Đó, cả hai sẽ đều được đục kênh bong rất là đẹp. Vâng, hàng mun, mun Lào. Đây, mọi người có thể thấy là đục kênh bong cách lớp này, siêu đẹp luôn. Đó, đây nhá, toàn bộ chi tiết là sẽ đều được đục kênh bong hết đấy ạ. Đây, hình ảnh của chú cá rất là to. Sản phẩm này, đối với những chú cá này mà sau khi hoàn thiện lên, hoàn thiện kể cả làm hoàn thiện sơn trần lên, nó sẽ nổi vân cực kỳ đẹp luôn. Nhìn mộc của nó đẹp như này cơ mà. Đây, đây ạ, bên dưới thì em sẽ quay chi tiết bên dưới để mọi người nhìn này. Đây, mời cả nhà cùng cơ sở bên em ngắm lại một lần nữa chi tiết hai sản phẩm ngày hôm nay nhé. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline đây 0837 3 con 9 3 con 7,
Hoặc mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em. Xin cảm ơn ạ.